Vườn đào. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến hội Xuân Park Mòn để ngắm hoa đào và nghe hát si nha. Ở đây có những vườn đào rất là đẹp. Đây là thuộc xã Quảng Lạc của thành phố Lạng Sơn. Ở trung tâm hội thì tiếng nhạc rất là to, cho nên là mọi người sang bên này hát si vắng vẻ yên tĩnh. Đấy, rất nhiều ca hát si đây. Bây giờ đang buổi trưa, chắc là đến chiều hội sẽ đông hơn. Phía bên dưới này là những vườn đào này, vườn rau này, khoai tây rất là nhiều. Đấy, hai cô này hát giọng hay lắm với nhỉ. Lại còn cười duyên nữa. Các chị, các cô này là đâu nhỉ? Lộc Bình à? Tận Năng Ngân phải không? À thế à? Cháu là tiên, tiên sinh ạ. Vâng ạ. Vâng, nghe giọng biết là nhỉ? Càng có lấy tình nữa à? Hát tiếp đi ạ, cháu đi một vòng nữa nhé. Tí cháu về cháu quay nhé. Gọi chú Giang bằng cháu được vơ. Gọi chú Giang bằng cháu được vơ. Dạo này trẻ lắm vơ. Đi quay hát, đi quay hát si thì phải trẻ chứ nhỉ. Đây các chị này cũng là hát đại lại luôn kiểu cả. Hai trai Bắc Giang trẻ măng này. Được chưa? Trẻ như măng. Phải bảo lưu ao đại ơi mà. Hai anh này đi đâu cũng có đôi với ở nhà. Đi cùng nhau quen rồi đấy nhỉ. Mới hợp nhỉ. Anh ạ. Đi hội với. Chào các anh nhá. Các trai chiến thắng đi hội với. Vâng. Hát si đi anh. Chào chú nha, chào chú đẹp trai nha. Ồ, hai cô này à, hai cô này mới toanh quá. Cảnh núi rồi đằng sau ruộng đồng rất là đẹp luôn. Cháu đi một vòng tí cháu về cháu quay nhá. Đấy. Trên này là đình Park Mòn ở trên này nhá. Có khá nhiều người đang ngồi hát trên này này. Đây các chị đang hát này. Chuyến dịch còn một tí nữa đâu. Không dịch sát vào bên trong ấy. Đấy, đẹp các chú ạ. Hai chị Tân Thành này khỏe lắm đấy. Đây là chị gái miền Nam nhá. Chú, dạ. Của ai chú à? Của chú à? Của cháu à? Của cháu à? Của cháu à? Vâng. Vâng.
Các chú hát làm sao giữ các chị hát lâu một tí nhá. Chị gái miền Nam đấy. To khỏe xinh đẹp đấy. Các chú chưa hát à? Đang tìm à? Mấy xe hả? Không phải đâu. Có phải lát nước của các chú không? Lấy xe. Đây lùi ra đây là được mà. Ơi anh trả này anh cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Hôm nay anh mang mấy dây rồi? Cô lại thằng quay cái lưng về đằng máy. Nhánh mà không, này. Chị kia muốn giấu mặt đấy. Chị kia xấu hổ. Thằng quay người ta cho lên đấy. Đứng gần thân vào. Các chị muốn giấu mặt đấy anh ạ, kệ thôi. Không Pesa lục sao bạn thi à? Pesa. Ra lâu chưa? Ra một lúc rồi. Dạ, quay được nhiều chưa? Si rất là đông vui. Ấy hai cô này ngồi đây nghe si thôi. Không hát đâu á? Này đi vào thi rồi. Bên ngoài là đông nhưng mà nhạc to quá. Các chị Bắc Giang đấy nhỉ? Hát đây tới tiếng nhạc to quá nhỉ? Hát si đi chị ơi. Hát si thôi. Đấy một cô gái xinh đẹp đây này. Tinh tinh tang tang đi hàng hội vơ. Mới ạ. Vâng. Các anh hát si đi. Các trai Xuân Long. Các chị đang hát ở này này. Các cô Bắc Giang đấy nhỉ? Các chị Bắc Giang đấy nhỉ? Hôm nay Bắc Giang đi đông lắm vơ. Trên lầu đấy vâng. Chúng ta đi một vòng thôi nào. Nhạc to lắm chú ạ. Vừa hát vừa nhảy thế này thôi. Đấy vừa hát vừa nhảy đi. Tiên sinh TV nhá. À,
Trên này là đình Park Mon. Chúng ta sẽ đi lên đình để lễ nhá. Các chú đang ngồi hát si đây đông lắm rồi này. Ôi giời. Các chú Bắc Giang ngồi đây hát có nhạc nhỉ. Nhạc quá. Sau này có một thanh niên cởi trần này cho nha. Vâng. Đấy, ngồi hát ở gốc đa gốc si thích nhỉ. Phía ngoài kia là vườn đào. Chú ơi, sửa cho em ơi. Anh Giang ơi, sửa bãi kia cho em ơi. Máy kia mà. Đây các cặp đôi Hasi đây rất là nhiều. Phải đi xuống sửa máy đã. Mong một ngày lễ của hồng pháo lộ cận đường. Cái gì ám à? Cửa nhà đấy. Ở đâu ạ? Ra phía xa. Hôm nào ạ? Có hát kia không? Hàng hát. Đúng ngày chợ còn gì nữa. Ôi, thế đi chợ đông hơn. Em chào các anh nhé. Đi sửa máy đó, đi sửa máy đó. Ấy, hai chị này còn. Vâng, cháu xin ạ, cháu cảm ơn. Các chị kia đâu rồi? Vâng, cháu cảm ơn. Bây giờ quay ở đâu đây? Quay đây à? Quay đây một tí nhỉ? Quay một tí à? Cần đấy.
Mời quý vị tiếp tục nghe hát thi nhỉ. Không lấy được hết người, đứng xa quá. Bảo các cô đứng gần vào mới được. Các cô đứng gần vào xe máy một tí đi. Các chị không hát nữa à? Hát đi. Ấy dơ. Cay ra đây cay một tí nào. Hello, chào các chú nhá. Vâng, chào các chú ạ. Trong lịch cắt mấy bạn đấy là mấy bạn ta lại đi một vòng đã, sửa máy xong rồi. Về trên hoàng đồng anh. Bàn áo không anh? Bàn áo không đẹp ấy. Xin chúc sức khỏe nhá. Vâng, chúc thầy mạnh khỏe nhiều lộc nhá. Chúc chú một ngày vâng thăng tiến. Vâng ạ. Vâng. Hát si đi anh. Hát chào các anh nhá. Áo đẹp quá, năm nay có áo đẹp đấy. Đây hả? Đang tìm bạn gái. Cặp hát ở vườn đào. Ra vườn đào này mới hát xì vơ, nhạc to lắm. Nhạc to lắm. Không nghe tiếng gì đâu.
cười tươi em kêu kiểu ảnh nào. Hi hi. Mới thôi chị ạ, đẹp lắm rồi nhá. Vừa quay vừa chụp. Taxi trong vườn nhãn vơ, chào các chú nha. Taxi nhiều quá, ngồi bên này thôi vơ. Không nghe được đâu. Bên kia cũng hát xi này. Ô bên này năm nay ăn uống đông thế. Bên này năm nay ăn uống đông ghê. Ô, chắn mất đường rồi các bà ơi, chắn. Trong ủy ban này đông hát xi lắm nhỉ. Ây ơ, các chú sang bên này hát rồi. Lại chị Bồng Nà Lốc đây rồi. Ây ơ, các chú Bắc Giang khác bắt tay nhau thôi vơ. Trong sân ủy ban hát đông nhỉ. Chú ạ.
chị nhìn vào đây cười nào, chụp ảnh nào. Hát xì đi. Hát xì đông lắm. Các chị áo đẹp thế. Hát xì đây à? Ôi dồi, hai chú này hát là các chị xinh đẹp thế này vơ. Hello, xin chào. Chúc mừng năm mới. Hay quá. Nghe chị hát tí chân mượn cái chân 5 phút. À, được không? Tuy nhiên. Xong rồi anh đi lấy chân mà. Một cái ốp đẹp dài đây. Hử? Một cái ốp đẹp dài đây. Chân này nặng thế. Chân này 2 cân luôn. Khiếp thế, nặng quá là nặng. Cái chân này đẹp là 5 mấy cơ. Thế à? Anh đi lấy máy, đã máy quay bên kia. Xin hết pin à? Bác cứ cầm cái trí cho đăng ký không? Tải lên xong. Được chưa? Để tải hết kia xong đó. Đăng ký kiểu nó tốn tiền lắm. Được lâu chưa? Hát lâu chưa? Trời ơi, em bị tốn. Để nó tải cái kia xong đó bác ơi, đừng hủy đi. Xin hết cháu. Em lâu lắm.
lắm rồi không có video. Anh ca diên được tết rồi. Đi chúng ta đi xem họ nhảy nhá. Cay một tí nhá. Cay một tí nhá các anh nhá. Để xuống đây thảm đấy. Chỗ này không quay được đâu. Được mà. Hai anh SL Xuân Long. Hai anh trai sợ là Xuân Long chả măng.
xin mời quý vị nhé, xin nhé. Đang đặt máy một tí. Nếu mà đi thì cầm vào góc kia cho em ấy nhé, không sợ ô tô nó lùi ấy, không có ai ấy. Anh, taxi đi. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta đi sang xem nhảy nhé. Năm mới năm mới, chúc các chị mạnh khỏe nhá. Vâng. Năm mới nha. Vâng. Vâng. Xếp ngang ra cháu chụp một kiểu ảnh nào. Sang ra đây. Đây chắc câu này sang đây. Đâu có Giang Lạng Sơn đâu. Nào. Làm một kiểu ảnh nhá. Cười tươi nào. 2, 3 nào. 2, 3 nào. 2, 3 nào. Hi hi nào. 2, 3 nào. Được rồi, đẹp lắm rồi nhá. Đẹp rồi, tối cháu gửi cho nhá. Tối gửi nhá. Đẹp nhá, gửi nhá. Đẹp mà. Đẹp không? Mặt ai cũng cười hi hi là đẹp rồi. Đi sang bên này. Sang bên này xem nhảy. Cô, cháu không biết đâu ạ. À. Cháu không thợ máy này, cháu chỉ dùng iPhone thôi. Tí nữa cháu quay lại nhá. Cháu đi quay đó. Alo. Alo. Cháu đi nhờ một tí. Ấy. Đi qua đây một tí. Sang bên này nhảy đẹp lắm.
nhảy đi các chị. Ra nhảy đi. Ra nhảy đi. Tạm hết nhạc rồi. Tạm dừng rồi, tạm dừng rồi. Nhảy đang sướng lại hết nhạc. Các cô vào nhảy đi. Các cô Bắc Giang phải không? À, đi vào nhảy một tí cho vui cô ạ. Đi, đi hội vào nhảy cho toát mồ hôi mới khỏe chứ. Thế ạ? Tí lại nhảy nha, giải lao tí đã. Mưa. Sáng mưa. Hốc giờ sinh mưa. Vào nhảy hấp ơi. Ây ơ. Ây ơ, đẹp lắm vơ. Vâng, chúc mạnh khỏe nhá. Vâng. Cảm ơn các bác nhá, các chị nhá. Không nhảy rồi là đi sang đây vậy. Lại sang đây rồi à? Bên kia không hát rồi à? Đi ra tu lại như bên kia còn hát không? Thôi rồi á? Thôi rồi. Vâng. Các bà không biết rồi. Vâng. Tắt rồi á? Đấy các chú vẫn hát mà.
Có một cái chân đây đâu nhỉ? Cười lên không thành những cái cười lên là được. Anh Thìn ơi, đi hát xi đi. Đi hát xi đây. Đi. Anh ấy không ra, mấy anh kia không ra. Ấy ơ. Bấm bấm cho bấm bấm.
cây một tí nhá. Nhà nó to. Nhà bà đó sao thì nó thế ngữ. Nhà cô nhớ nó thờ như đẻ nó thờ như. Mời quý vị cùng nghe thi giao duyên hội Bắc Mòn. Đông vui, đông vui. Đông vui, đông vui quá. Áo đẹp quá, hai anh áo đẹp, hai chị xinh gái. Nhà chỉ có đôi đủ như đe đôi là như. Tưởng bà cháu bảo là cay một tí. Thấy rồi, thấy rồi. Cháu tưởng cay rồi cháu mới thấy. Ồ. Đi lên lên nào. Xanh người mà anh tha đi anh ơi. Ơi anh hát si đi bên mình à, trái đẹp Lâu Yên đây rồi, chuẩn bị hát si thôi.
quay được nhiều chưa? Đi cả vòng sang bên kia. Hả? Ở bên kia. Ở bên kia. Chật chật chung một chỗ rồi, xa quá. Đi xa quá. Buồn chuyện với các chị đấy. Có, lên đây quay ạ. Buồn lắm nhỉ. Chú hát một tí nào. Ấy ơ. Trăng bằng lỡ cổ mày à. Trăng bằng. Nhà nào phía cơ lưỡi em cầm mưu đá. Lê à nhỏ bè nữ. Tạm biệt nhá, cháu đi cho cái quay toàn cảnh đi đã.
con đây xem hai anh áo đẹp này hát tí. Hai anh áo đẹp này hát với hai chị Bắc Giang rồi. Vâng, đứng đây à anh? Được mà, đứng chỗ này được anh ạ. Ừ, chỗ này cũng đẹp mà. Đứng xe máy người ta đi vào lại là vướng anh ạ. Được rồi, anh cứ đứng đấy được rồi anh ạ, không quan trọng đâu mà, quan trọng hát thôi. Không chéo đâu, em đặt máy được, cứ đặt đứng thẳng. Đây anh đứng ra đây đi. Đấy anh xuống đi. Đúng rồi, con gái đứng bên này cao hơn, chỗ này cao mà. Chỗ này cao hơn. Đấy, hai anh đứng bên này. Nhưng mà đứng sát vào cầm tay nhau. Thì đẹp lắm vơ. Áo đẹp lắm. Đẹp lắm chị ạ, đẹp lắm rồi nhé.